giải thích lý do chúa quỷ Muzan rất ghét thượng nhị Duma. Hello, xin chào 500 anh em sát quỷ đoàn thế hệ 2.0 đã quay trở lại với channel của mình. Nếu để chọn một nhân vật bị ghét nhiều nhất Kimetsu no Yaiba, mình tin là cái tên thượng nhị Duma sẽ là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị top 1. Những con quỷ dù độc ác đến thế nào đều được cảm thông bởi cuộc sống đáng thương còn là con người của chúng. Tuy nhiên, trường hợp của nhị ca Tuyết Liên Hoa lại hoàn toàn ngoại lệ. Con người hay quỷ dữ, phiên bản của hắn không hề có bất cứ thứ gì khiến độc giả có thể đồng cảm. Đặc biệt, trong databook mối quan hệ giữa các nhân vật, thật bất ngờ khi tác giả Goto công bố thậm chí chúa quỷ Muzan còn rất ghét Duma. Ngỡ chỉ có Akaza hay Kokushibo mới cay mắt thằng nhị chứ. Liệu bạn có biết được tại sao dù không thể hiện trong manga, thánh cosplay mụ rán lại không hề ưa tên thuộc cấp sử dụng quạt với đôi mắt đáng ghét kia? Ok, ngay bây giờ thì hãy cùng bữa trụ Weibo giải thích lý do chúa quỷ Muzan rất ghét thượng nhị Duma. Get go! Một, bố láo. Ngay từ đầu, chắc hẳn rất nhiều fan girl chót dại khi nhìn thấy dung mạo thật của thượng huyền nhị cuối ác phố đèn đỏ. Đẹp trai, ăn mặc bảnh bao, ai lại ngờ được hắn là một tên khát máu thật sự, không bao giờ bỏ qua cho con mồi của mình. Duma, khắc tinh của Akaza, gây thù chuốc oán ở khắp mọi nơi. Dù hắn có vẻ là con quỷ thân thiện và lịch sự nhất trong thập nhị quỷ nguyệt, luôn cố tỏ ra hòa đồng, nhưng theo lời Shinobu, gã chỉ cố tạo bức bình phong, khỏa lấp đi sự vô cảm của mình. Hắn chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác đâu. Anh Tam ghét uống rau má đậu xanh vì hai lý do. Duma ăn thịt phụ nữ, đối tượng mà Akaza từ chối làm hại. Trong khi Tam ca nâng niu phụ nữ như cánh hoa thì thanh niên kia lại ăn luôn cả bông hoa, làm cho thượng Tam cực kỳ cay cú. Bên cạnh đó, hắn leo lên vị trí thượng nhị dù gia nhập vào thập nhị nguyệt quỷ trễ hơn Akaza rất nhiều. Một phần tính háu ăn giúp Duma nhanh chóng tăng trưởng sức mạnh, vượt qua cấp bậc mà anh Tam nắm giữ. Với thượng huyền nhất Kokushibo, Duma giống như một tên cấp dưới lẻo mép, không có khí phách nam nhi giống như Akaza. Nếu thượng nhất rất tôn trọng Tam ca, với đậu má, ông thậm chí yêu cầu Aka hãy nhanh chóng kết liễu hắn để quay về hai người tỉ thí. Một chi tiết thú vị nữa, trong hội nghị thượng huyền, Duma thậm chí còn gạ kèo hẹn hò với nữ tỷ bà Nakime. Chả hiểu thanh niên này nghĩ cái quái gì mà lại dám múa mõm trước mặt các đồng đội. Hắn đơn giản là thích trêu đùa cảm xúc người khác. Tất nhiên, Nakime lắc đầu ngay lập tức. Nếu là cô gái nào mới vào nghề, hẳn đã xa lưới nét đẹp trai chết chóc của hắn rồi. Do đó, hầu như trong thập nhị nguyệt quỷ, Duma không có lấy một mối quan hệ nào cả. Dù cho hắn cố gắng mở lời kết bạn, ai cũng ghét cay ghét đắng hắn. Có lẽ đó là một trong những lý do chúa quỷ không ưa gì tên cấp dưới như trong databook. 2. Lẻo mép. Sau ác đèn đỏ, nhận thấy thập nhị nguyệt quỷ liên tục bị xáo trộn do sát quỷ đoàn tấn công, chúa quỷ quyết định triệu tập tất cả các thượng huyền còn lại, tổ chức cuộc họp thượng đỉnh sau 113 năm kể từ lần gặp mặt gần nhất. Mới vừa đi thăm Sugar Baby, thượng lục Daki về chưa bao lâu đã nghe tin hai anh em bay màu. Muzan giận dữ đặt ra câu hỏi tại sao không ai trong số 6 thượng huyền đủ sức tiêu diệt sát quỷ đoàn hoặc tìm ra được hoa bỉ ngạn xanh. Có mấy chuyện tao không làm được mà tụi mày cũng làm không xong. Giận, giận. Chúa quỷ gào thét trong tuyệt vọng. Dù Duma bày tỏ sự ăn năn khi đã chiêu mộ Gyutaro, cho rằng bản thân nên có một phần trách nhiệm vì là người đỡ đầu hai anh em vào thượng huyền, đồng thời thừa nhận việc không tìm thấy hoa bỉ ngạn xanh hay nơi cư trú của Ubuyashiki. Nhưng hắn đâu phải tay mơ, nói thế khác gì tự sát, đầu khứa bắt đầu nảy số. Nhị ca nhanh chóng đổ lỗi cho việc mình không có tài điều tra và do thám tốt như các thượng huyền khác. Cũng đúng, thời gian cả đêm hắn đều dành cho việc ăn uống, lấy đâu ra thì giờ mà phục vụ mục đích viển vông của Muzan. Cũng trong cuộc họp mặt sau 113 năm giữa các thượng huyền, Doman, con quỷ mạnh thứ 3 chỉ sau Muzan và Kokushibo, đã hai lần chọc giận Akaza và bị đánh cho bay đầu theo đúng nghĩa đen. Sự góp mặt của hắn càng khiến cho cuộc họp này trở nên căng thẳng và xao xáo, tí nữa khiến cho quý ngài cosplay cho cả đám bay màu. Nhưng cũng chính là hắn dùng lời lẽ ngon ngọt xoa dịu chủ nhân. Suy đi tính lại, tính cách lẻo mép của hắn khá là khó chịu. Duma có thể dùng lời nói để gián tiếp diệt trừ ai đó hoặc là thao túng cả Muzan. Chỉ là chúa quỷ cao tay hơn cho nên hắn khó lòng làm được điều ấy. Nói đi cô. Sao chị?
Nếu có thêm thời gian tập luyện hay đơn giản là sống sót khi Muzan bị tiêu diệt, khả năng rất cao Duma sẽ tìm cách ngồi lên vị thế độc tôn loài quỷ. Vì vậy, không giống những con quỷ thượng huyền khác, với tên nhị luôn biết cách nịnh bợ, Muzan luôn phải đề phòng, kẻo bị đâm sau lưng lúc nào không hay. 3. Lập dị. Bản thân chúa quỷ là một gã lập dị thứ thiệt. Từ sở thích cosplay xuyên suốt manga, người lớn, trẻ nhỏ, nam đến nữ, hắn cứ thích giả dạng làm mọi người để dễ bề trêu đùa họ. Không những thế, mụ gián còn có khả năng đặt lời nguyền lên các con quỷ thuộc cấp. Thế nên nói không ngoa, bàn tay chúa quỷ mở ra thì sống, co lại thì chết. Hắn thường giết thuộc hạ khi cảm thấy khó chịu. Tiêu biểu như trong cuộc họp các hạ huyền, gã nổi điên và một phát tiễn nốt bốn mạng, chỉ chừa lại hạ nhất Enmu. Thế nhưng với trường hợp của Duma, hắn lại để cho con quỷ này tự do hành động theo ý muốn, điều hành giáo phái vạn thế cực lạc điên rồ. Nhìn thì có vẻ giống với Akaza được phép không giết phụ nữ. Nhưng Duma lợi dụng giáo phái này để thu hút và ăn thịt các tín đồ nữ, biến họ trở thành một phần cơ thể của hắn. Đó chính là thứ mà người ta ghét nhất ở con quỷ thượng huyền này. Trong phần flashback ly đậu xanh rau má, chúng ta cảm thấy ghê rợn với thứ triết lý man rợ mà Duma truyền xuống cho tín đồ của mình. Biết bao nhiêu cô gái trẻ, bao gồm những người mẹ vừa sinh con đã phải bỏ mạng chỉ vì đi theo nhan sắc và những lời đường mật của tên giáo chủ. Muzan còn chả thèm quan tâm tới giáo phái tà ma ngoại đạo của hắn. Dường như chúa quỷ cũng phải bó tay. Ông ác thật đấy, nhưng mà đâu hề đối xử với phụ nữ tàn bạo đến như vậy. Cơ mà vì Duma nhờ cái tổ chức này mà mạnh lên rất nhanh, làm cho chúa quỷ đành phải thuận theo hắn vì mục đích tạo ra những con quỷ cực mạnh để đối đầu với các thợ săn sát quỷ đoàn. Sở thích lựa chọn con mồi này có lẽ giúp hắn trở nên mạnh mẽ một cách nhanh chóng, bởi hắn từng nhận xét rằng phụ nữ là món ăn bổ dưỡng cho ma quỷ. Chính nhị ca thừa nhận rằng nếu Akaza từ bỏ định kiến không sát hại giới tính nữ, có thể hắn sẽ gặp chút khó khăn nếu anh Tam thách thức ở lần tái đấu sau. Nhờ sở hữu nguồn sức mạnh vượt bậc nên Duma mới có thể bình an vô sự giống Kokushibo trước những cơn giận dữ cào xé ruột gan của Muzan, trong khi Akaza lại thấy tương đối thốn đến hộc cả máu. 4. Vô dụng nhưng mạnh. Suốt 1.000 năm tồn tại, Muzan tạo ra không biết bao nhiêu con quỷ dưới trướng với mục đích là truy tìm hoa bỉ ngạn xanh, hoàn thành tâm nguyện đi lại dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng đâu phải cứ sinh con vô kế hoạch là tốt. Càng nhiều thuộc hạ, nghĩa là Muzan lại chịu càng nhiều áp lực. Vừa phải quản lý chúng, quan sát từ xa, vừa phải trông đợi xem có con nào may mắn lập được kỳ tích hay không. Vì vậy, hắn chỉ muốn nâng cấp một số con quỷ mạnh mẽ để biến chúng trở thành các thượng huyền, hạ huyền để nâng cao khả năng đạt được tham vọng bất tử lẫn bất bại. Ở phần cuối ác làng thợ rèn, Muzan đã tiết lộ rằng ngay từ đầu hắn không muốn tạo ra những con quỷ khác bởi vì một mình không kham nổi khối lượng thông tin, chúa quỷ mới vỡ kế hoạch sinh sản. Sau đó hắn nhận ra nếu cứ nhân giống liên tục, gặp đúng đối tượng thích hợp sẽ có một con quỷ đủ tiêu chí tiến hóa và không còn sợ ánh mặt trời nữa. Và quả thực, Nezuko đã làm được điều đó một cách không tưởng. Nếu Muzan hấp thụ bé nấm, hắn sẽ đạt được sức mạnh hằng khao khát, trở thành thực thể hoàn hảo nhất. Dù Yorichi có sống lại cũng không phải vấn đề quan ngại. Do đó có thể đoán rằng Muzan không giết Duma dù ghét con quỷ này là vì hắn không muốn để mất một thuộc hạ có sức mạnh đáng gờm. Với trí thông minh và tài lươn lẹo của đậu má, Muzan đặt niềm tin rất nhiều rằng Khứa có khả năng cao bậc nhất giúp hắn đạt được mục đích. Hoặc là không thì cũng là nhân tố quan trọng chống lại tổ chức sát quỷ đoàn luôn truy tìm tung tích của hắn. 5. Con rối. Như đã phân tích, chúa quỷ không quan tâm tới sống chết của bọn thuộc cấp, sẵn sàng ra tay nếu chúng làm hắn bực dọc. Khi Muzan quyết định tiêu diệt toàn bộ hạ huyền quỷ, trong mắt hắn hoàn toàn tin rằng không có con quỷ nào trong số này đủ mạnh để chống lại ánh mặt trời, cũng như giúp ích trong cuộc chiến với sát quỷ đoàn. Tiêu biểu như Hạ Ngũ Rui, con quỷ cấp thấp được hắn rất cưng chiều nhưng lại bị trụ cốt một nhát bay màu. Nếu so với hạ huyền quỷ, ngoại trừ việc lắm lời hơn thì Duma có nhiều tiềm năng để lợi dụng hơn. Tên này phát triển quá nhanh, chỉ trong thời gian ngắn từ thượng lục leo lên thượng nhị, vượt qua đàn anh Akaza một cách dễ dàng. Vì đó mà Muzan rất tin tưởng các thượng huyền cấp bậc tam đến nhất. Đối với hắn, những con quỷ này có thể đánh bại 1-2 trụ cột không gặp quá nhiều khó khăn, coi như tấm bia đỡ đạn giúp chúa quỷ được rảnh tay làm việc khác. Dù rất ghét, Muzan không hề có ý định trừ khử 6 thuộc cấp mạnh nhất của mình. Ngay cả khi biết Nezuko Kamado có thể đi lại dưới ánh mặt trời, quý ngài cosplay cũng vẫn cần đến Duma để giao chiến với sát quỷ đoàn.
hắn chuẩn bị sẵn mọi thứ, nhốt họ vào pháo đài vô cực, quyết định một lần duy nhất, ta chết hoặc ngươi sống. Như vậy có thể thấy rằng dù là kẻ khó ưa trong mắt chủ nhân, nhưng nhờ vào sức mạnh vô tận, Duma vẫn giữ được mạng trước chúa quỷ Muzan. Ấy thế nhưng kết quả như thế nào thì anh em cũng rõ rồi đấy. Trong khi Akaza chết vì sợ vợ, Kokushibo ngủ vì nhục mặt, Duma lại tèo vì chính cái tật tham ăn khó bỏ. Quả là nuôi ong tay áo, ngày nào cũng bơm máu cho, cuối cùng không kẻ nào được tích sự gì cả. Ok, trên đây là video giải thích cho lý do chúa quỷ Muzan rất ghét thượng nhị Duma. Anh em muốn Art làm tiếp về chủ đề gì nào? Rồi, như thường lệ, chào đón ba sát quỷ nhân có comment may mắn được chọn lên sóng Weibo Never Die nhá. Đầu tiên là bình luận của bạn Hạo Nam CR Quỳnh. Akaza ta có được sức mạnh, có sự bất tử, nhưng ta không có được nàng. Đấy, thế nên nếu bạn chưa có bồ, yên tâm, bạn sẽ có sức mạnh FA cả đời. Tiếp theo là bình luận của bạn Thạc Song. Chúc anh có một ngày thật vui vẻ bên gia đình và có nhiều sức khỏe để tạo ra những video hay và đầy ý nghĩa nha. Cảm ơn nhá, chúc bạn một ngày học tập đạt điểm tuyệt đối nha. Và cuối cùng đó là bình luận của bạn TBD Chôn. Mình thấy quá khứ của Akaza là đáng thương nhất đấy. Art thì thương quá khứ của anh em Gyutaro Daki hơn. Các bạn bên dưới thì sao nhở? Vậy nhá, đừng quên để lại dòng comment thật bựa bên dưới để có cơ hội xuất hiện cuối video anh em nhá. Ấn nhẹ một like, đăng ký kênh nếu chưa làm điều đó giúp bọn mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo vào ngày mai. Bye bye!